Xin chào, mình tên là Thơ, năm nay mình 24 tuổi, quê mình ở Bạc Liêu. Hiện tại mình sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình là nhân viên bán hàng chuyên về cơm tấm, bởi vì mình rất là thích nấu ăn. Lý do mà mình muốn lấy người Hàn là bởi vì người Hàn mình thấy được họ rất là hiền, dễ thương, hiểu kiểu họ chăm sóc, yêu thương vợ rất là chu đáo và thấu hiểu vợ. Đặc biệt là họ có mâm to nè, mình thích ở điều đó nên là mình quyết định mình lấy chồng Hàn.